xin chào tất cả mọi người chào mọi người đã đến với viên ngày hôm nay thì gần đây thì Binance họ đã có những cái động thái mới khi mà listing những cái dự án mới cũng như là đã thêm vào Binance Launchpool những cái dự án mới và mình thấy rằng là các bạn cũng có hỏi mình về cái dự án này sau khi mà mình check thì mình thấy rằng là dự án mới listing trên Binance Launchpool đang làm ở trong một cái mảng mà khá là mới lạ cũng như là À, tương đối là tiềm năng hiện tại thì chưa có nhiều những dự án làm về cái mảng này vậy thì mảng đó là gì cũng như là chúng ta sẽ đánh giá uh, tiềm năng của cái dự án mới listing trên bài nen như thế nào tất cả mình sẽ chia sẻ với các bạn ở trong cái video ngày hôm nay Ok thì cùng đến với cả nội dung chính của ngày hôm nay thì trong ngày mùng 3 tháng 7 vừa rồi thì Binance họ đã thông báo về cái việc là sẽ listing uh, uh, Pendle coin uh, dưới ba cái cặp tiền đó chính là Pendle BTC, uh, Pendle USDT và Pendle TUSD. Uh, tuy nhiên thì không chỉ dừng lại ở đó thì vài tiếng sau thì Binance họ tiếp tục có một thông báo khác. Đó là Pendle sẽ chính thức được đưa lên Binance Launchpool để người dùng họ có thể tham gia staking với BNB hoặc là TUSD. Thì nếu như mà chúng ta tính từ thời điểm Binance Launchpool được ra mắt thì Pendle là dự án thứ 35 được đưa lên cái nền tảng này để mà stake. À, tại đây thì cũng có những thông tin ví dụ như là về tổng cung của Pendle là 251 triệu token với cái số lượng token được mở trong Binance Launchpool là khoảng hơn 5 triệu token, khoảng 2%. Và với tổng số lượng token được stack thì chỉ chiếm khoảng 2% tổng cung thôi. Thế nên là mình nghĩ rằng là cái số lượng này nó không quá lớn và cũng như là khó để có thể dẫn đến cái tình trạng là bán xả và khiến cho giá có thể giảm sâu. À, sau khi những cái thông tin về token Pendle được list lên Binance cũng như là Binance Land thì đã kéo theo sự chú ý đặc biệt của cộng đồng crypto vào cái đồng coin này và cái điều này thì cũng khá là dễ hiểu bởi vì không phải dự án nào cũng được listing lên Binance Pool. nếu mà chúng ta check lại những cái dự án trước đây được listing lên Pool của Binance thì cũng có thể thấy là hầu hết có những cái mức tăng trưởng tương đối tốt sau đó và những cái dự án tiêu biểu có thể chúng ta có thể kể đến ví dụ như là Sui, Gauss, Hai hoặc là Alice À, còn với cả uh, Token Panel thì uh, chỉ mới chuyển được listing lên Binance Launchpool có ít ngày thôi thì cũng đã kéo được cái lượng là tham gia staking khá lớn, khoảng 151 triệu TUSD và 3,5 triệu BNB. Trước khi tiếp tục với cả nội dung chính của video ngày hôm nay thì nếu như các bạn đang là những người mà mới tìm hiểu về thị trường, các bạn chưa biết bắt đầu từ đâu cũng như là các bạn đang tìm kiếm một cái người có thể định hướng cho các bạn trước khi mà các bạn tham gia đầu tư thì các bạn hãy để lại thông tin của các bạn ở đây. À, mình sẽ tặng cho mọi người một cái khóa học 4 ngày hoàn toàn miễn phí và chắc chắn là với khóa học này thì các bạn sẽ có cho mình được một cái sự chuẩn bị tốt nhất cho cái mùa tăng trưởng sắp tới à, ngoài ra với những cái bạn mà đang giao dịch Margin và Future mà các bạn cần sự hỗ trợ từ mình thì các bạn có thể tham khảo nhóm tín hiệu Margin của anh View Capital. Các bạn chỉ cần để lại thông tin ở cái đường link này thì sau đó sẽ có admin liên hệ và hỗ trợ các bạn. Và với những anh chị mà đang có dự định đầu tư một số tiền lớn trong thị trường cryptocurrency và muốn đồng hành cùng quỹ đầu tư AR Venture thì anh chị có thể nhắn tin trực tiếp với mình qua Zalo thì mình sẽ chia sẻ thêm cho anh chị những cái thông tin chi tiết ok thì đến đây chắc hẳn các bạn sẽ đặt ra câu hỏi là cái dự án pendle này cũng như cái token này hoạt động trong cái mảng nào và trong cái phần đầu của video thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn là rất là ít những dự án đang làm trong cái mảng này và đây là một trong những mảng khá là tiềm năng đúng không ạ thì để trả lời được câu hỏi này thì trước tiên là cái token pendle thuộc sở hữu của dự án có tên là Pendle Finance và đây là một cái giao thức ở trên phát triển trên Ethereum một cái sự kết hợp giữa DeFi và liquid staking derivative hay là LSDFi Uh, Pendle thì họ sẽ tạo cho người dùng những cái cơ hội để có thể gia tăng thu nhập với cái cơ chế là sử dụng cái nguồn vốn staking để mà tham gia vào những hoạt động phái sinh. Tại đây thì dự án họ cũng cho phép người dùng là token hóa cái lợi nhuận staking của họ trước cái thời gian đáo hạn và có thể kiếm thêm được lợi nhuận từ những khoản tiền lãi được ứng trước này. Và mục tiêu của dự án thì là giúp cho user có thể là tối ưu hóa được lợi nhuận thu được từ cái việc staking bằng cách là cung cấp những cái sản phẩm gọi là phái sinh cho lợi nhuận và không giống như là khi mà chúng ta canh tác năng suất truyền thống thì vốn chỉ giới hạn, đó là cái việc chúng ta đặt cược hoặc là chúng ta cung cấp thanh khoản cho các cái AMM thì các cái công cụ phái sinh năng suất như là Pendle ấy, họ sẽ linh hoạt hơn à, cho người dùng DeFi và đây có thể coi là một trong những cái bước tiến tương đối quan trọng trong DeFi ở à, trong tương lai. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái đặc điểm của Pendle Finance thì nếu mà chúng ta tìm hiểu sâu hơn thì chúng ta có thể thấy là uh, tài sản khi mà stake ở trong cái bể thanh khoản của Pendle ấy, thì sẽ phân chia thành hai loại token đó chính là uh, principal token viết tắt là PT và yield token viết viết tắt là IT thì với cái token PT ấy, thì nó sẽ đại diện cho cái số tiền gốc uh, của token gốc uh, có cái giá trị quy đổi sau khi mà thời gian đáo hạn kết thúc, yeah. uh, vì PT token sẽ chỉ có thể được quy đổi sau khoảng thời gian đáo hạn À, chính vì vậy thì cái việc mà chúng ta mua token PT trên panel finance thì nó sẽ rẻ hơn so với cả cái token gốc à, Do đó thì nhà đầu tư họ có thể là tận dụng cái việc mua PT token với cái mức giá tốt hơn là việc là staking trên những cái nền tảng FSD à, Do đó thì cái việc mà chúng ta nắm giữ PT token ý, thì nó cũng sẽ giống như là chúng ta nắm giữ những cái trái phiếu không trả lãi vậy à, Tới kỳ hạn thì sẽ được trả lại cái số tiền đã stake à, Nhưng mà cái điều đặc biệt là cái trái phiếu này nó lại có tính thanh khoản và nó có thể giao dịch giống như là những cái tài sản thông thường. À, còn đối với cả cái token thứ hai là token IT ấy, thì nó sẽ đại diện cho à, lợi nhuận của token gốc và các bạn có thể nhận được bất cứ khi nào cho đến khi cái thời gian đáo hạn kết thúc. thì cái việc bán IT token với một cái mức giá cố định ở trên Panel Finance thì sẽ đồng nghĩa với cái việc là sẽ bảo toàn cái khoản lãi suất thay vì là chịu do à, API nó có thể giảm mạnh. À, ngược lại thì nếu mà chúng ta à, mua it token ý, thì đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ thực hiện à, cái lệnh long cho cái lãi suất tài sản aztec và cái việc mà sở hữu nhiều it token thì nó cũng sẽ à, tạo thành cái đòn bẩy khi mà giao dịch lãi suất có nghĩa là api tăng thì người dùng sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn còn nếu mà api giảm ý, thì tài sản của người dùng sẽ gọi là bị à, thiệt hại nặng nề đúng không ạ và có thể thấy là it token thì nó hoạt động giống như là lãi suất của trái phiếu và nó khác biệt ở chỗ là cái khoản lãi suất này nó có tính thanh khoản và nó có thể được giao dịch giống như là một tài sản thông thường. Còn đối với cả cái đồng token chính của dự án đó là đồng panel thì cái mục đích của nó là để quản lý, quản trị sau khi tham gia những cái giao thức. À, cụ thể thì nó sẽ hỗ trợ cái cơ chế quản lý giao thức và tích lũy giá trị. Uh, Pendle là cũng là một cái token lạm phát kết hợp Và với cái tỷ lệ lạm phát vĩnh viễn là 2% Và nếu mà chúng ta check ở trên tokenomics của Pendle ấy Thì uh, uh, phân phối ban đầu uh, cho cái nguồn cung lưu thông sẽ là khoảng 65,1% uh, Tiếp đến các cái quỹ trong hệ sinh thái sẽ là 19,2% uh, Các cái ưu đãi và đội nhóm phát triển nó sẽ khoảng 10% và uh, 5,7% <laughs> Vậy thì với cái tokenomics này thì chúng ta Uh, có thể đánh giá rằng là cái token Panel nó có tiềm năng hay không cũng như là cái việc mà chúng ta đầu tư vào token Panel này nó có khả thi có khả thi hay không. Thì uh, đầu tiên nếu mà chúng ta check ở trên CoinMarketCap cap ấy, thì có thể thấy rằng là đây không phải là một dự án mới. Và uh, dự án này thì đã thành lập từ năm 2021 cơ, tức là đã thành được thành lập tại cái thời điểm uptrend của mùa trước. Các bạn có thấy là lạ không ạ? Đúng không ạ? đây đa phần là những cái dự án mới listing lên ở thời điểm này là những cái dự án mới. Và những cái dự án mà mà đã hoạt động ở trong mùa uptrend trước thì bây giờ họ cũng đã một là họ rời bỏ cuộc chơi, họ hai là bây giờ họ cũng rất là khó để có thể được listing lên những cái sàn lớn như bài nen nhưng mà đây là một dự án rất là đặc biệt khi mà nó được thành lập từ năm 2021 từ đầu năm 2021 cơ và đến bây giờ nó vượt đến qua một cái mùa tăng trưởng qua một cái mùa downtrend đến thời điểm hiện tại nó mới được listing lên bài Đó thì đồng nghĩa với cái việc là pendle nó sẽ Uh, khó có thể có cái sự tăng trưởng mạnh bằng những cái đồng coin mà nó mới được lên Binance pool ví dụ như là đồng SUI hay là đồng MAV. Và ngoài ra thì các bạn thấy là cái cung lưu hành của Pendle hiện tại đang khá lớn, nó khoảng hơn 80% rồi. Và điều này thì cho thấy rằng là cái uh, token này nó cũng khá là dễ để mà có thể bơm thổi giá khi mà đa phần là uh, số lượng token là đều đã có mặt ở trên thị trường. Còn cái quy mô của giá Pendle ấy, thì mình đánh giá là vẫn tương đối nhỏ ở trên thị trường. Uh, đứng thứ năm trong số những cái yield diap và cái thị phần của nó thì vẫn thua kém uh, khá là nhiều so với những cái tên tuổi lớn Ví dụ như là Libra uh, Finance hoặc là Instadiap Nếu mà chúng ta xét về những cái đối thủ cạnh tranh và đang có những cái hoạt động uh, khá là giống nó Thì chúng ta có thể kể đến ví dụ như là Earn uh, hoặc là dự án Aura Finance <laughs> uh, Tuy nhiên thì điều này không có nghĩa rằng là uh, Pendle nó cũng không đáng để chúng ta đầu tư bởi vì Chắc chắn một cái token được list trên Binance Launchpool nó cũng phải có cái lý do. Thì như mình đã phân tích khá là kỹ với các bạn ở trên thì dự án Pendle Finance nó có cơ chế hoạt động là như là một cái LSD file. À, cụ thể thì từ sau cái nâng cấp uh, Sapella của Ethereum, uh, các cái giao thức LSD nó vẫn đang được ghi nhận một cái sự tăng trưởng chóng mắt về TVL. Và dự kiến là mình cho rằng sẽ còn tiếp tục tăng trưởng mạnh trong tương lai. Và cái sự tăng trưởng này thì nó cũng uh, kích thích. Cái sự tăng trưởng TVL của những cái giao thức LSD 5, ví dụ như là Panel Finance Thì nếu mà chúng ta check ở trên DeFi Lama Thì các bạn có thể thấy rằng là LSD hiện tại đang chiếm giá trị thị trường khoảng 19,6 tỷ đô Trong khi LSD nó chỉ chiếm khoảng 2% thôi Như vậy là cái cơ hội Của những dự án trong cái mảng này Mình đánh giá là tương đối lớn Và các bạn có thể thấy là ở đây cũng chính là những cái động lực uh, cho những cái dự án ví dụ như là Pendle Finance để mà có thể phát triển được. Và với cái sự thống trị của SD, hầu hết những người đang nắm giữ, họ có thể là đang tìm kiếm những cơ hội để mà tăng lợi tức ETH của họ. Và với Pendle thì nhờ vào Pendle thì người dùng họ có thể là thực hiện những cái chiến lược tăng cường cái thu nhập của họ tốt hơn chẳng hạn như là mua những cái tài sản sinh lãi với cái chiết khấu cao ví dụ như là ETH trên nền tảng này thì đang có mức chiết khấu khoảng 6,09% hay là USDT có chiết khấu khoảng 3,39% à, tuy nhiên thì có một cái điều mà mình cũng đang phải theo dõi về dự án Pendle à, thứ nhất Uh, đó là dự án này nó đã tăng trưởng khoảng hiện tại mức giá hiện tại Nếu mà các bạn xem lại cái, cái chart ở trong quá khứ ấy, Thì từ năm 2022 đến 2023 thì Pendle nó ít khoảng 10 lần Đây là một trong những cái dự án cực kỳ hiếm hoi Mà có thể ít được 10 lần trong cái giai đoạn uh, downtrend Như là năm 2022 và 2023 Các bạn thấy không ạ Đa phần từ đầu năm đến giờ là các dự án coi đều chia rất là nhiều Nhưng mà uh, Pendle thì nó uh, mặc dù nó cũng giảm Nhưng mà so với cái xu hướng dài hạn trong nửa năm đến một năm Thì nó lại tăng trưởng uh, tương đối mạnh À, đấy là lý do thứ nhất, lý do thứ hai là à, dự án này à, đã vesting cho team à, đội ngũ của team gần như là toàn bộ cái số tuần họ đã có. Theo như mình check thì à, đến tháng 4 năm 2023 thì à, đội ngũ của dự án đã được vesting toàn bộ số token của họ. Vì vậy thì đội ngũ của dự án hiện tại họ đã họ đã nắm rất là một cái số lượng token rất lớn thì không biết là liệu với cái mức tăng trưởng x10 lần từ 2022 đến 2023 thì nó có khiến họ à, chốt lãi cái số token này hay không và có một cái điều nữa mà mình cũng sẽ cần theo dõi đó là một cái dự án mà mới listing lên Binance thì chắc chắn là uh, khi mà được listing lên Binance thì đa phần những cái dự án họ sẽ có cái mong muốn là tạo thanh khoản hoặc rất nhiều những cái dự án được listing lên Binance sau đó đâm rất là mạnh rồi mặc dù chúng ta đều đánh giá đây là những dự án tốt thì với cả Pendle Finance mình cũng đánh giá như vậy cái thời điểm mới listing lên không phải thời điểm tốt để có thể vào hàng, rất có thể là đội ngũ dự án họ cũng sẽ chốt một phần ở cái thời điểm này khi mà được listing lên Binance thì cái tính thanh khoản nó tốt hơn rất là nhiều mà dự án thì nó cũng đã ít tương đối cao so với cả năm 2022 thì và đội ngũ của dự án thì họ đang nắm toàn bộ cái số token mà họ được vesting thế nên là mình nghĩ là không nhiều thì ít họ cũng sẽ phải chốt một phần cái số token này nếu mà chúng ta đánh giá về mặt dài hạn thì chúng ta vẫn thấy được cái động lực của dự án này có thể phát triển khi mà cái mảng mà họ đang làm ấy nó vẫn còn đang à, khá là mới và nó mới à, chiếm à, một phần rất nhỏ trong cái mảng à, à, LSD thôi. đó, thế nên là về cái mức độ tăng trưởng của cái mảng này ấy, nó vẫn còn đang à, tương đối rất tốt, chứ nó không phải là giống như kiểu là những cái dự án thuộc cái mảng như kiểu gamefi các bạn. nếu như kiểu gamefi thì khi mà nó qua mùa và nó không và chúng ta không nhìn được cái động lực tăng trưởng của cái mảng ấy nữa thì những cái dự án đều đa phần là giảm giá rất là mạnh nhưng mà cái mảng LSD và đặc biệt là RSDF uh, như là Pendle họ đang làm ấy thì nó đang là một cái mảng khá là mới và nó vẫn còn cái biên độ để mà chúng ta có thể tăng trưởng được. Đặc biệt là sau khi mà Ethereum họ chuyển sang cái cơ chế là Proof of Stake thì chắc chắn là những cái dự án thuộc mảng LSD nó sẽ vẫn còn cơ hội và File lại là một cái mảng nhỏ hơn của SD đúng không ạ? Nó còn đang rất là ít những cái dự án làm trong mảng này thì uh, về mặt uh, dài hạn mình đánh giá mảng này vẫn đang khá là tiềm năng. Uh, thì chúng ta hoàn toàn có thể đưa cái dự án Pendle Finance vào trong cái danh sách Để chúng ta có thể theo dõi Tuy nhiên về ngắn hạn, về hiện tại Thì uh, vừa mới listing uh, Thì như, như cái lý do mình vừa chia sẻ với các bạn Thì hiện tại chúng ta chưa nên vội vã vào hàng vội uh, Chúng ta nên uh, kiên nhẫn xem là team của dự án họ có cái hành động Bán xả cái số tư cần họ có hay không đã Thì chúng ta vào hàng cũng chưa muộn chưa yeah. Ok thì đó là những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến uh, Pendle uh, dự án Pendle một trong những cái dự án uh, mới được listing lên Binance cũng có khá nhiều bạn cũng đã có hỏi mình thì hy vọng là những cái thông tin mình chia sẻ với các bạn uh, sẽ giúp các bạn hiểu xem dự án này là gì cũng như là cho các bạn cái định hướng nếu như các bạn có cái mong muốn là đầu tư vào dự án này được chưa ạ? Uh, hy vọng là video sẽ uh, hữu ích cho các bạn nếu như các bạn cảm thấy video hay hãy đừng quên like Comment bên dưới cho mình biết cũng như là ấn nút đăng ký kênh và ấn hình quả chuông ở bên cạnh thì chúng ta sẽ còn gặp nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.